viện âm nhạc quốc gia, bộ môn chống nhạc nhẹ. Cái ý tưởng của cái bài thi này của em thì để gây ấn tượng với ban giám khảo thì em lại làm cái gì nó phải khác. Em sẽ vừa đánh trống vừa hát. Chào tất cả các vị ban giám khảo, con tên là Võ Ngọc Diệu Minh. He cold, he dope, he makes so cold. He always in the air, but never like gal. She my love a trip, trip, solo on a trip, trip. Wait, made a trip, trip, kiss him on the lip. If that's he gotta do, I'm looking for. Anh tên là Nguyễn Hoàng Anh. Nguyễn Hoàng Anh, cậu bé Doraemon tóc xù từng gây sốt trong cuộc thi giọng hát Việt nhí, đã chọn P336 là nơi thử thách thay đổi hình ảnh của bản thân và thực hiện ước mơ trở thành thành viên của một nhóm nhạc mà cậu đã vẽ nên từ khi còn nhỏ. Có vẽ một bức tranh 6 người của một nhóm mà em tự nghĩ ra. Một cái nhóm đấy thì em nghĩ là em ước là sau này sẽ có cái nhóm đấy. Em có nghe cô Cát Tường phổ biến là có 6 người, cảm thấy rất là vui vì cái bức tranh của mình vẽ là tự nhiên trở thành hiện thực được. Khi nghe các ban giám khảo nhận xét xong thì con cảm thấy hơi vui cũng hơi buồn, là tại vì con được thêm nhiều cái kiến thức. Buồn là con chưa làm tốt cái phần trình diễn của mình. Tất cả những cái gì hôm nay nó sẽ không được xảy ra vào đêm chung kết. Tại khi đó các con sẽ bị loại 85%. Còn 15% nữa con sẽ dưỡng đó để khi mà tới phần trình diễn của mình sẽ bung hết ra để được 100%. Ngay trong vòng casting tại Hà Nội, chàng trai 17 tuổi Đỗ Việt Tiến đã gây ấn tượng sâu sắc với ban giám khảo với ngoại hình sang, giọng ca ngọt ngào đầy tình cảm cùng tài lẻ chơi đàn guitar của mình. Nghe guitar rung lên không bao giờ sao lãng, dây buông dây bấm ngân vang, âm thanh đi khắp không gian. Cao giáo đẹp trai này, lại thể thao này, lại đánh đàn này, hát hay này, lại ngoại ngữ này. Thế giờ con phải chọn một trong tất cả những thứ đấy. Con có ước mơ là muốn làm một ca sĩ nhỏ rồi, nhưng mà bố mẹ con thì lại nghĩ là mình nên học một cái bằng để lấy một cái đường lui trang trải để mình nuôi cho là cái đam mê của mình. Thế là con đam mê âm nhạc nhất. Tại vòng tuyển chọn ở Hà Nội, con tên là Phan Hà Anh Thơ và con 15 tuổi. Con đến từ Hà Nội. Cô bé Phan Hà Anh Thơ, học sinh trường trung học phổ thông chuyên Amsterdam, xuất hiện khá nhút nhát, nhưng khi âm nhạc nổi lên thì Anh Thơ hoàn toàn lột xác. How deep is your love? It's like the ocean. Pull me closer again. Với phong cách âm nhạc và cá tính riêng biệt, liệu cô gái bé nhỏ Anh Thơ sẽ gây bất ngờ với hình ảnh như thế nào? Con xin kính chào khán giả. Con tên là Nguyễn Ngọc Phụng. Năm nay con 11 tuổi và con hiện đang là học sinh của lớp 6A9, trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh. Bé Hỷ là tên mà bố mẹ đã đặt cho con. Vì bố mẹ mong con luôn vui vẻ và mọi thứ đều tốt đẹp. Vượt qua vòng casting B336, con rất vui và khoe với các bạn và cô giáo. Trong lớp, con thích học tất cả các môn. Vì vậy, học kỳ 1 vừa qua, con đã được đứng nhất khối đó nha. Được cô giáo và bạn bè bầu làm lớp trưởng và là ủy viên ban chấp hành chi đội. Đầu tiên là con cảm thấy rất là vui. Thứ hai là con cảm thấy là cái phần đàn của mình thì chưa được xuất sắc lắm, cho nên con sẽ về nhà cố gắng tập luyện thêm để phần đàn của mình cũng như phần giọng hát của mình được hoàn hảo. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với Diệu Hân, 14 tuổi, đến từ Ninh Thuận. Máu đỏ da vàng, tôi là người Việt Nam. Dù đi năm châu cho dù về nơi nào. Sau khi ban giám khảo nhận xét như vậy thì em không cảm thấy giận, nhưng mà đương nhiên là sẽ có buồn, nhưng mà em sẽ lấy ra những cái, em sẽ xem lại những cái nhận xét đó để mà rút kinh nghiệm cho mình, để sắp tới cái vòng chung kết này thì mình sẽ thể hiện tốt hơn.